Chiếc máy bay của hãng hàng không EasyJet đã cất cánh từ Luton, London, Anh vào khoảng 7 giờ 35 chở 193 hành khách đến Lisbon, Bồ Đào Nha. Khi máy bay gần hạ cánh, bất ngờ cơ phó thông báo cảm thấy không khỏe và đã ngất xỉu. Ngay lập tức, phi hành đoàn phải báo cáo trường hợp khẩn cấp cho sân bay. Ngay khi hạ cánh, phi công đã được đội ngũ y tế đón và chăm sóc tại đường băng trước khi được đưa đến bệnh viện Santa Maria ở Lisbon. Người phát ngôn của EasyJet xác nhận rằng chuyến bay EZI-2459 của hãng Luton đến Lisbon buộc phải hạ cánh khẩn cấp do một thành viên phi công cảm thấy không khỏe. Cơ trưởng đã hạ cánh chuyến bay theo đúng quy trình và hành khách đã được an toàn. Cơ phó của chuyến bay đã được đội cứu thương đón ngay sau khi hạ cánh. Các hiệp hội phi công trên thế giới nhận định rằng dù một phi công có thể hạ cánh máy bay, việc thiếu phi công kia làm giảm tính an toàn của chuyến bay vì các trường hợp khẩn cấp có thể vượt quá khả năng của một phi công. Ngoài ra, theo cơ quan hàng không dân dụng Anh, việc chỉ có một phi công điều khiển máy bay có thể đe dọa an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự hài lòng của hành khách trên chuyến bay. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Những ngày qua, người dân và du khách Huế thật sự thích thú khi thấy làn đường xanh trên vỉa hè một số tuyến đường của thành phố Huế. Và đây chính là làn đường xanh dành riêng cho xe đạp trên vỉa hè đầu tiên tại Việt Nam. Dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Tại thành phố Huế, các làn đường xanh dành cho xe đạp trên vỉa hè đang được triển khai trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu, khu hành chính tập trung của Thừa Thiên Huế và sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới. Đối với những tuyến đường có mật độ giao thông lưu thông lớn, việc có làn đường riêng cho xe đạp như thế này thật sự rất có ý nghĩa đối với người dân. Khi khách thập phương tới đây, từ trong nước và ngoài nước, họ sẽ thấy thành phố Huế là một thành phố có tuyến đường dành cho xe đạp, cho nên cảm thấy an toàn, yên tâm, do đó năng lực du lịch của thành phố được nâng cao. Làn đường xanh Viền Vàng được kẻ rộng 1,45m trên vỉa hè 6m. Đối với vỉa hè rộng 11m, sẽ được bố trí hai làn xe đạp rộng 2,9m. Những làn đường xanh này chủ yếu tập trung tại khu đô thị mới An Vân Dương với tổng chiều dài gần 8km. Sẽ đảm bảo an toàn cho người đi xe đạp, khuyến khích người dân đạp xe khi tham gia giao thông, đồng thời cải thiện, mở rộng mạng lưới giao thông của thành phố Huế. Với cái xu hướng là người dân sẽ sử dụng phương tiện xe đạp vào mục đích du lịch, vào mục đích rèn luyện sức khỏe, thì để có một trí một cái làn xe đạp riêng thì nó có cái lợi là về lưu thông của các tuyến đường thì nó đảm bảo an toàn cho người xe đạp. Thứ hai nữa là nó giảm cái mật độ lưu thông của xe thô sơ ở xuống dưới đường chính, thì nó sẽ giảm thiểu cái phần mà ùn tắc giao thông. Đấy. Thì mà cái điều quan trọng mà của dự án này muốn đem đến là tạo là một cái thành phố xanh, trong đó là xe đạp và cụ thể cái làn đường xe đạp nó sẽ góp phần lớn trong cái việc này. Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã dành nhiều nguồn lực để phát triển giao thông xanh, khuyến khích người dân, du khách di chuyển bằng xe đạp. Do đó, việc dành riêng một phần vỉa hè cho xe đạp sẽ góp phần thực hiện quyết tâm của địa phương trong việc biến Thừa Thiên Huế trở thành thành phố xanh, thân thiện môi trường. Thưa quý vị, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 170 km và không quá xa với thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, xã Đa My không chỉ có các sản phẩm du lịch, dã ngoại check-in về rừng núi hồ, thác, mà nơi đây đang dần hình thành các tour trải nghiệm miệt vườn, với những vườn trái cây bạt ngàn hoa quả. Những ngày này thì du khách tìm về Đa My để tận hưởng những loại trái cây đang làm nên thương hiệu cho vùng đất này. Khoảng 10 hecta được trồng nhiều chủng loại, giống sầu riêng Ri 6, Mòn Thòng, Mù Sang Kinh, bơ, mắc ca, măng cụt. Vườn trái cây này được nhiều du khách ghé thăm khi đến Đa My dịp hè. Hái măng cụt, nhặt sầu riêng rụng và thưởng thức trái chín thỏa thích tại vườn khiến nhiều du khách thích thú. Nói chung là độc lạ và cây ăn tại vườn thì tất nhiên là ngon, rất là ngon. Đây là những trái sầu riêng được rụng qua trong đêm á, và sáng anh chủ nhặt được và cho bọn mình trải nghiệm thì ăn rất là ngon. Thứ nhất là bổ ra là cái múi sầu riêng nó vàng ươm, ăn vào nó ngọt liệm và nó rất là thơm. Nó ở vườn ăn cái nó rất là ngọt, ngon. Để tạo thêm điểm nhấn cho chuyến trải nghiệm, nhà vườn còn tổ chức tham quan trên hồ Hàm Thuận bằng tàu thủy. Mặt hồ tĩnh lặng, lác đác một vài chiếc thuyền ngư dân thả lưới, xen kẽ là hàng chục đảo nhỏ, tạo nên phong cảnh hữu tình. Thì
thì ở đây là một cái địa điểm trải nghiệm tuyệt vời. Thì cái hồ thì tương đối là yên tĩnh này, mà hồ thì ở trên cái độ cao ấy thì nó rất là mát. Với sự trải nghiệm của gia đình hoặc các cái nhóm nhỏ thì anh nghĩ ở đây là một cái địa điểm tuyệt vời. Nếu mà mình đi trong cái khoảng thời gian 2 ngày 1 đêm thì ở đây là một điểm cực kỳ thú vị. Không dừng lại ở đó, sau khi thưởng thức no nê các món ăn đặc sản địa phương như cá lìm kìm, cá lăng được nuôi tự nhiên ở hồ Hàm Thuận, cá tầm ở hồ Đa Mi, du khách lại tiếp tục dạo bước trong những vườn trái cây trĩu quả, tìm kiếm chiến lợi phẩm cho chuyến đi để mang về làm quà cho người thân, bạn bè. Hòa mình vào thiên nhiên cùng nhiều trải nghiệm phong phú, đó là lý do vì sao khách thập phương đã và đang tìm về Đa Mi nhiều hơn. Riêng cái mùa hè thì trong một tuần thì mình đón tương đương khoảng 1.000 khách một tuần. Khách thì phần lớn thì sẽ book trước, là sẽ đặt tour, tất cả các đoàn lữ hành thì đặt tour trước. Còn riêng khách phát sinh thì quá đông. Trên địa bàn xã Đa Mi có khoảng hơn 10 hộ dân vừa sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái. Đây là hướng đi tích cực, vừa giúp nhà nông tiêu thụ được sản phẩm, vừa góp phần đánh thức tiềm năng du lịch địa phương. Đổi sách lấy cây là chương trình do nhóm Fly to Sky trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện hàng năm. Tham gia chương trình thì các bạn trẻ cũng như là mọi người dân có thể mang sách báo cũ để đổi lấy những chậu cây xinh xắn mang về trang trí trên bàn học. Chương trình năm nay thì ban tổ chức đã nhận được 14 tấn sách giấy quy đổi. Đây là năm thứ 6, nhóm từ thiện Fly to Sky triển khai chương trình đổi sách lấy cây, kêu gọi cộng đồng đem sách, giấy, quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi, gấu bông, pin cũ, vỏ hộp sữa, vỏ lon, các sản phẩm nhựa đã qua sử dụng đến các điểm quy đổi để đổi lấy cây sen đá, cây cảnh, hạt giống các loại và các sản phẩm quà tặng thân thiện với môi trường. Chương trình đổi sách lấy cây của nhóm từ thiện Fly to Sky là một chương trình rất là ý nghĩa, bởi vì việc của mọi người làm sẽ là đem những vật phẩm thừa, vật phẩm mọi người không còn sử dụng tới hoặc là không sử dụng được như là quần áo cũ, cặp sách cũ, giấy vụn, bìa cắt tông v.v. để có thể đổi lại những chậu cây xanh rất là xinh. Em thấy thông tin của chương trình đổi sách lấy cây qua mạng và đây cũng là năm đầu tiên mà em tham gia chương trình. Em cảm thấy rất vui khi được tham gia cùng với các bạn đồng trang lứa làm nên những điều ý nghĩa giúp ích cho cuộc sống của mọi người xung quanh. Sau khi tiếp nhận, ban tổ chức sẽ phân loại nguồn thu, tiến hành trao tặng và tái chế theo quy trình. Đối với sách tham khảo, truyện sẽ được phân loại kỹ và thực hiện thư viện bồ câu trắng tại các trường học, cơ sở bảo trợ xã hội. Đối với sách giáo khoa, quần áo, đồ chơi, tập học sinh, đồ dùng học tập sẽ trao tặng cho các em học sinh khó khăn. Đối với giấy vụn, vỏ hộp sữa, pin cũ, vỏ lon sẽ được phân loại và tái chế, gây quỹ thực hiện các dự án cộng đồng của nhóm Fly to Sky. Chương trình với mong muốn rằng là hỗ trợ sách cho các trẻ em khó khăn tại khu vực vùng cao, rồi góp phần là thực hiện các cái thư viện để lan tỏa văn hóa đọc, đồng thời nữa thì lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Chương trình đổi sách lấy cây năm nay được nhóm Fly to Sky phối hợp cùng hơn 30 tổ chức doanh nghiệp triển khai từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 28 tháng 7 với 33 điểm tại 8 tỉnh thành trên cả nước. Chương trình đổi sách lấy cây năm nay đã thu được khoảng 14 tấn sách truyện,